Ok, hello anh em. Từ tôi hắng giọng cái. Đờm quá. Mấy hôm nay Hà Nội mưa to quá. Trời ngày hôm nay rất là mưa. Chúng ta ngồi chơi game này nó rất là hợp. Tôi giới thiệu lại nhá. Game này có tên là Stardew Valley. Đây là một cái tựa game mà nó ra cách đây không lâu, từ năm 2015 hoặc thì phải. Và nó rất là giống với Harvest Moon. Nó nổi tiếng trên Steam ấy, là một trong những game rất nổi tiếng trên Steam và được hàng trăm nghìn game thủ trên thế giới chơi. Lối chơi của nó rất giống với cả Harvest Moon, tức là nếu mà anh em nào từng chơi cái Harvest Moon trên hệ máy ngày xưa ấy thì sẽ biết con game này. Game thì nói về một cái cuộc sống ở thôn quê thôi. Chúng ta có thể lấy vợ đẻ con rồi coi như là kiếm sống, nói chung là một cuộc sống y hệt như ngoài đời thật, mô phỏng y hệt ngoài đời. Chúng ta cũng phải trồng trọt rồi đi tán gái rồi lấy vợ rồi đẻ con rồi nuôi chó nuôi mèo. Ok. Game này nói chung là ngày hôm nay Hà Nội đang mưa nên là chúng ta chơi trò này là hợp nhất. Game này thì nó có bản Việt hóa rồi, nó mới ra bản Việt hóa cách đây có bao lâu nhỉ? Có khoảng tầm gần một tuần thôi, do một nhóm anh em fan của trò chơi này tại Việt Nam rất nhiều fan trò chơi này nhá, đã Việt hóa trò chơi này và tôi đang chơi bản Việt hóa. Anh em mà có muốn chơi tải game hoặc là xem cách Việt hóa thì truy cập vào cái link mà tôi để trên status nhá. Ok. Chúng ta sẽ tạm mới nhá, vào xem mà game này như nào. Tôi chỉ nghe nói là game này nó giống Harvest Moon thôi, còn cũng chưa chơi lần nào cả. Đợi cái bản Việt hóa này ra thì mình chơi. Ok, chúng ta đặt tên nhá. Tên là gì bây giờ? Sky nhá. Tên nông trại là gì? Sky. Sky NT. Vật yêu thích là cái gì? Gái. Rồi. Lựa chọn vật nuôi. Tôi thích nuôi chó. Màu mắt, màu da rồi. Vãi trưởng. Có quả mẹ rẽ ngôi giữa như mẹ đan trường ngày xưa, vãi thật. Được đấy, để ngôi giữa đấy. Áo vàng, áo xanh, áo đen đấy, được đấy. Râu cũng vãi. Ok nhá. Chúng ta sẽ tạo xong nhân vật rồi. Ngôi giữa rất giống đan trường ngày xưa. Tên thì là Sky. Nhân vật đó thích là gái, quá chuẩn luôn. Ok chưa? Ok, gì đây? Cho người cháu trai đặc biệt của tao đây là ông à? Hơi giống Santa Claus vãi. Ta muốn cháu nhận cái phong bì dán kín này. Phong bì gì? Tiền à? Vãi. Chắc là mẹ gia phả hay là mẹ chắc là đâu? Cái này là gì nhỉ? Của hồi môn rồi. Hãy nghe thật kỹ. Có một ngày cháu sẽ cảm thấy bị đè nén bởi sự phiền hà cuộc sống ấy à. Nghe văn hòa quá. Rồi biết rồi. Ta vừa vào ông đã chết khổ vãi. Tinh linh hồn tươi trẻ của cháu sẽ càng ngày càng cảm thấy trống rỗng. Và khi nó xảy ra, cháu trai của ta sẽ sẵn sàng cho món quà này. À, tức là ông này bảo là khi mà mình cảm thấy mệt mỏi cuộc sống đấy, cuộc sống kim tiền thì sẽ sẵn sàng cho món quà này. À, đúng rồi, anh em bảo giống cổ tích vãi, như kiểu chúng ta chơi game mô phỏng cổ tích. Ok, đéo đây. Zoza nào cùng phất. Ui vãi, mẹ văn phòng à? Mẹ văn phòng đéo như ra tù nhà tù đây. Hoàng Phạm. Ủa, máy tính đéo to đây. Vãi. Ôi, có cả mẹ cái gì đấy? Cao Bồi à? Cao Bồi mới làm việc à? Ui, anh da đen. Vãi. À, đây là lập trình viên đúng không? Lập trình viên. Đúng rồi, đây là văn phòng lập trình viên. Sao đây? Thanh này có vẻ mệt mỏi. Đây là mình đúng không? Rồi, đây là mình rồi. Ồ. À đây đúng rồi, đây là cái thư ông nội để lại đúng không? Thử xem có cái gì. Gửi Sky. Nếu cháu đã đọc cái này, cháu đã rất muốn một sự thay đổi. Đúng rồi, đi hát nhiều rồi chắc muốn thay đổi. Điều đó có nghĩa là à, cái gì? Điều đó cũng đã xảy ra với ta. Từ rất lâu rồi ta đã mất cái nhìn về cái gì quan trọng nhất trong cuộc sống. Vì vậy ta đã bỏ mọi thứ và chuyển về nơi ta thực sự thuộc về. Ok, chuyển về đâu? Nông trại Sky. Nó ở thung lũng Stardew. À, kinh quá nhỉ. Vãi mày giàu vãi, cho thằng cháu cả cái trang trại mẹ luôn. Tại gia rồi.
đây chính là món quà quý giá nhất. Vãi, sướng vãi nhà giàu mẹ. Nếu Lewis vẫn còn sống, gửi lời chào tới ông bạn già cho ta được không? Ok, giờ sao? À, bây giờ đi về quê luôn à? Mẹ, nhà giàu vãi đái mẹ. Có cả mẹ trang trại. Thế này việc đéo đi làm nhỉ? Đúng rồi, về bố trang trại sống. Thuê ô xin ô siếc đến làm việc. Xong rồi hàng kiếm tiền tỷ hàng tháng. Mẹ, nhất hạng. Nông trại bỏ hoang à? Mỡ. Sung lũng Stardew 0,8 km. Đâu rồi? Cái gì đây? Cái đéo đây. Ui vãi. À đây. Robin. Bạn có phải Sky đúng rồi. Không biết Sơn Tùng à? Ơ. Như chưa việc hóa hết anh em ạ. Đéo. Thôi rồi, tôi dịch tạm vậy. Tôi là Robin. À, một cái gì? Ông Major Lewis gửi tôi bảo tôi đến đây để tiếp đón bạn và chỉ cho bạn đường để tới ngôi nhà mới. Ok. À đây rồi, nông trại gần đây. Đó, thì nông trại gần đây. Đồ họa trò này nhìn nó rất là giống cái kiểu 8-bit ngày xưa ấy. Chúng ta chơi game 4 nút hay là chơi cái game trên Game Boy ngày xưa ấy. Nhưng mà chính vì thế nó mới hay. Rất là giống Harvest Moon. Nông trại SkyNT. Đây rồi. Mẹ nông trại gì này? Cũng vãi. Thanh niên mẹ nhảy dựng mẹ lên. Chuyện gì vậy? Cỏ đã mọc tùm. Nhưng bên dưới hỗn độn là nguồn đất tươi tốt. Ờ ok. Đợi ít thời gian bạn sẽ dọn dẹp gió sạch sẽ. Rồi. Bây giờ mới biết Sky chán đi hát về nông trại để trồng lúa. Đây nhà mới của cháu. Mẹ đây là cô à? Mẹ mình cứ tưởng là gái rất là bà già. Chán vãi. Ui ai đây? À Lewis đây. À đây là. Đây là ông bạn già của ông nội đúng không? Lúc nãy trong cái bức thư bảo là nếu mà Lewis còn sống thì gửi lời hỏi thăm đúng không? Gửi người đông dân mới đến. Chào mừng đến với thị trấn, ta là Lewis, thị trưởng của thị trấn Pelisan. À, thị trưởng, kính quá nhỉ. Mọi người luôn nhắc về cháu, thỉnh thoảng mới có ai đó dọn đến đây, đó là vấn đề lớn. Chắc là vùng quê anh em hiểu không? Đấy, vùng quê này chắc là mù căng trải, nếu ai đến, vùng sâu vùng xa. Bây giờ cháu đã di chuyển đến ngôi nhà của ông cháu, một ngôi nhà tốt, rất quê mùa. Sao đây? Quê mùa nó không phải của cháu. Thế đéo nào? Việt hóa kiểu đéo gì nhỉ? Thật thô lỗ. Chả hiểu đéo. Đừng nghe quấy nói Sky. Trời ơi. Dù gì nữa cháu cũng đã mệt mỏi về chuyến đi dài, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai cháu nên vào thị trấn và giới thiệu về bản thân. Chắc là gái có trong thị trấn đấy anh em ạ. Ngon rồi. Tôi nghe nói là game này là có thể tán gái nhá, xong rồi cưới vợ nhá, xong đẻ con nhá. Kinh lắm. Trịch hay không thì tôi không biết, nhưng mà game đồ họa như này thì trịch thì nhìn ra cái quái này. Cháu có bất cứ thứ gì cần bán, chỉ cần đặt nó vào trong cái thùng ở đây. Ôi mẹ, cái thùng này tên mình cứ tưởng thùng rác, mẹ hóa ra là thùng đặt đồ. Thôi rồi. Đây là nhà mình à? Vãi. Di chuyển WASD. Ok. Cái trò này chỉ chơi bằng bàn phím thôi. Chúng ta không click chuột. Chạy là ship. Ở đây chạy đây. Mẹ nhà đéo nhìn trông. Có mỗi cái tivi chẳng có cái đéo. Giường. Thế đáy ỉ ở đâu anh em? Mợ đáy ỉ ở đâu? À đây. Chỗ đáy vào đây à? Chắc là đáy vào cái cốc xong mang đi đổ rồi. Mẹ đúng là nhà quê một căng trại khác mẹ. Đây là cái gì? Hạt giống củ cải. À, bạn nhận được 15 hạt giống củ cải. Vãi, có củ cải trong quần rồi cần đéo hạt giống. Ok. Cái gì đây? Nhật ký. Nuôi dưỡng và thu hoạch củ cải. Lời giới thiệu. À, đây là nhiệm vụ của mình đây. Mình phải vào thị trấn để làm quen với 28 người. Vãi.
thị trấn nào đông thế? Ô, cái gì này? Bổ củi à? Mẹ nhìn cái tượng đập đá vãi. À, bây giờ như nào đây? À, dụng cụ để đập đá vãi cứt. Tôi tưởng dụng cụ để đập đá phải có cắm kiếp cái nhỉ? Thì đéo nó lại cúc chim. Từ xem nào. Lưỡi hái. Rồi. À đây, đi dọn cỏ. Ui giời ơi. À đây, dọn cỏ đây. Chuột. Vãi cả cứt. Cỏ lác mẹ nào đây, bây giờ làm nào đập đá rồi. Ở đây dụng cụ đập đá đây rồi. Đấy, vãi cả đái, thanh niên về quê đập đá nhất hạng. Đó nào đây, rồi đúng rồi, cho nó giống Harvest Moon mà, tôi đã bảo ngay từ đầu với anh em mà, cho nó giống Harvest Moon mà. Bây giờ chặt gỗ bằng dìu à? Đúng rồi, giờ như nào đây? Cuốc đất. Cuốc đất. Cuốc đất. Ui dồi ôi. Vãi cả cứt. Game mô phỏng mẹ nông dân rồi. Vãi cả đái. Thế như nào nhỉ? Trồng như nào? Hạt giống. À đây đúng rồi, đây. Rồi. 2 3 4 mẹ. Ơ hết rồi à? Ơ sao à, đây phải đi hẳn ở trong này à? Đéo thì game mẹ vãi đái thật, trông đúng kiểu Harvest Moon anh em ạ. Rồi. Bây giờ tưới nước đúng không? Bình tưới mẹ vãi cặp cứt. Game này offline mà anh em, online đéo đâu. Còn link tải để anh em xem ở trên cái link tôi để status nhá, có cái hướng dẫn Việt hóa đấy. Xem có cỏ không á, đây chỉ có cỏ lát thôi, đéo có cỏ ấy đâu. Bây giờ đi vào thị trấn đây. À đây, đây trên này là cái thời gian ban ngày đây. Đây là 10 giờ 30 phút sáng trong game. Tiền mình đang có 500. Đây là máu đúng không? Ok, đi vào thị trấn rồi. Xem có gái không. Thị trấn đéo biết có quán karaoke không nhỉ? Mẹ có karaoke đèn mờ không? Mẹ. Ơ sao không thấy ai này? Đây là cái gì? À đây là bệnh viện à? Ơ. Ừ. À đây bác sĩ đây, ôi nhìn thằng bác sĩ trông kinh vãi. Mình có thể mua được nước tăng lực hồi phục cơ bắp. Nói chuyện nó như nào? Có đi mẹ tưới nước trong này em kinh ý. Mẹ vào phá làng phá xóm. Thanh niên cầm thì mẹ bị cuồng tưới nước rồi. Bây giờ làm nào nói chuyện được với ông bác sĩ này đây. What the fuck. Nhà nói chuyện được. Vào đây xem nào. Đây là cái gì nữa, mẹ đi đéo động tưới nước thì mẹ điên rồi. Ở đây siêu thị vãi. Mù căng trải có siêu thị à? Xem nào. Ôi có hai gái, hai gái. Ui sớm mông cái. Ơ đi mẹ. Đè nó xuống. Nó đéo được à? À nói chuyện phát xem nào. Abigail. À, tôi nghe nói hôm nay có một người đến, đến thị trấn. Ơ sao đéo Việt hóa nhỉ? Tôi rất là xấu hổ à? Ơ thế đéo nào, chả hiểu đéo. Ờ, giúp cô thế nào? Chưa Việt hóa hết à? Hình như trong này nó chỉ Việt hóa một số thứ quan trọng thôi anh em ạ. Chắc là chưa Việt hóa hết đâu. Cô đi ra xem nào. Nói chuyện với ông này không? Mình phải nói chuyện hết với 28 người trong cái thị trấn này cơ. À đây, chào mọi người, đây là Mr. Sky. Tôi là Pierre, chủ cái cửa hàng này. Nếu anh đang tìm kiếm cái hạt giống thì cửa hàng này là nơi anh nên đến. Đây, chỗ em bán hạt giống rồi. À đây, có em gái khác đây rồi. Từ từ đã, tóc xanh ngon thế.
khung ngực to vãi. Caroline ấy, được đấy. Xin chào, anh là Sky, the new farmer. Đẹp, chồng tôi, mẹ, đây là mẹ, ớt thằng chồng nó là chủ cửa hàng này mà. Đếch mỡ, à con Abigail là con bà này. Mẹ, ôi giời ơi, máy bay rồi, thôi, máy bay là đéo chơi. Clear, clear, clear chị gầu rồi. Đây đứa này, con này là con gái đây. Bố tóc vàng, mẹ tóc xanh lá cây, để ra con tóc mẹ màu tím mà thì đéo nào. Con ông hàng xóm rồi. Thôi đi. Này có biết có mép không nhỉ? À đây mép đây rồi. Ôi vãi. Ôi lắm nhà thế. Này đến đéo bao giờ mới xong. 6 đi trên 28 người. Vãi. Chào hỏi đéo bao giờ mới xong. Chả có ai mẹ. Thị trấn nghèo nàn vãi. À đây, cái gì đây? Nhà văn hóa, vãi cứt. Nhà bị khóa. Mẹ, nhà văn hóa bị khóa thì đéo nào. What the fucking shit. Mình đang đi đâu này? Đây là công viên cho trẻ con. Chả thấy ai là trao hỏi đéo. À đây đây, có thanh niên nào đây? Ui mẹ. Maru. Tưởng là Maruko. À có phải anh là người mới chuyển đến đây không? Tôi là Maru. Tôi đang muốn gặp anh. Ôi, con này đen lắm. Thôi, đen vãi cứt. Con gái đưa đéo đen thế. Ôi. Nhìn đéo có hưng đéo. Ô đây nhà ai đây? Ô cả kính thiên văn này, vãi. Thanh cảnh vãi, mẹ đi đéo động từ cây. Đây chắc là nhà con đấy đây. Thằng nào đây? Demetrius. Tôi là một nhà nghiên cứu. Thằng làm nhà nghiên cứu. Có lúc nãy chắc là con gái của thằng cha này. Robin. Đây là cái con bộ lúc nãy đưa mình đến đây đúng không? Đúng rồi. Thằng cha này là bố con da đen lúc nãy. Ơ từ từ tao nói chuyện xong đã. Tôi nghiên cứu cây cối và thú ở trong nhà thí nghiệm. Cậu đã gặp con gái Maru của tôi chưa? Rồi, đen vãi cứt. Đây là nhà nó đây. Có đi vào được trong này không nhỉ? Đéo vào được. Chưa đủ thân với Robin hoặc Demetrius để vào phòng ngủ của họ. Vãi. Thôi đi ra, phòng ngủ chả có cái mẹ gì. Cái này là cái gì? Ồ! Sebastian. Ôi, nhìn đẹp trai vãi. Nhìn thấy kiểu thanh niên trong Devil May Cry ấy. À đâu? Tóc này là tóc ấy rồi. Tóc này là tóc vậy cái gì nhở? HKT rồi. You must move in right. Đúng rồi, tao mới đến đây. Out of all the place you could live. Ở mọi nơi khác thì anh không chọn, sao anh đến cái chỗ cái thị trấn Pelisa này. Mẹ tao đeo tiền rồi đến đây. Ôi phòng thằng này hiện đại thế. Máy vi tính à. Cái gì vứt ở đây đây? Mẹ quần à. Thôi đi, nó đi. Đi ra thôi. Nhà này là có hai thằng con. Một thằng, một đứa da đen, một đen, một đứa da trắng đúng rồi. Bố mẹ da đen, da trắng thì đúng rồi. Chuẩn rồi, không phải con hàng xóm. Đi đâu đây? Đéo cái game này. Đường nó cứ loạn cứ lên trái biết đi đéo đâu. Tôi cứ tỏ ấn nhầm chuột, mẹ ấn nhầm mẹ chuột nó cứ sang cái mẹ tưới cây bực mình vãi. Ô, cái gì đấy? Robinson Crusoe à? Mẹ trông râu dài kinh vãi. Linus. Hello. Từng đừng để ý đến tôi. Tôi sống ở đây một mình. Thanh niên này chắc là tội phạm trốn lẩn trốn pháp luật rồi. Đéo chuyện tự nhiên sống đây mình. Tưới mẹ nước vào đây cho tắt mẹ lửa đi. Chết cha ông đi. Ô đây là căn lều. Trong lều có gì không? Túi ngủ chả có cái mẹ. Khổ thân thanh niên già vãi. Đang đốt lửa mình dập mẹ tắt.
Thôi đi, ok. Được bao nhiêu người rồi? 10 trên 28, vãi lâu vãi. Có cái gì đây? Tỏi tây. À, hay. Lão nào cũng được cái này nhỉ? What the fuck? Uống như nào anh em? Ơ sao cái mẹ tay mình cứ cầm cái tỏi đi làm giáo gì này? Ơ à rồi. Ôi thằng đứng đáy bậy à? Vãi. À đâu, đứng làm cái đéo gì chứ. À đây, thằng này mình vừa gặp rồi, thôi. Đây là đâu? Vườn sen à? À, ao sen à? Chả biết đi đéo đâu, tôi quên mẹ cả đường về nhà. Mãi cả cứt cái trò. Đây có vẹo gì? Chả có vẹo đéo. Đấy, đi đâu đây? Nói chung là cái Stardew Valley nó có một cái lượng fan rất lớn trên toàn thế giới. Từ khi nó mới ra trên Steam thì đã có, tôi nghĩ nó phải đến cái hàng 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 triệu lượt mua ở đấy trên thế giới đấy. Game nhìn nó xấu này thôi, nhưng mà tôi đọc nhiều các cái review của các cái trang nước ngoài lẫn ở Việt Nam ấy, thì trò này gameplay của nó khá là sâu đấy. Sau này là mình còn đi dungeon cơ, đi giết quái vật các thứ hình như thế, để biết có đúng hay không. Thôi chúng ta cứ phải khám phá xem có vẹo gì không. Đấy là ở đâu đây? Ok. Zola Cola. À, siêu thị. Siêu thị to vãi. Siêu thị Zoza. Ok. Ôi, nhìn mặt cái thằng mẹ. Cái thằng mẹ chủ shop này nhìn mặt trông kinh vãi. Chào mừng em đến với siêu thị Zoza. Ôi, trông mặt đều vãi. Tôi không nghĩ là chúng ta đã gặp nhau. Tôi là Morris, đại diện ban chăm sóc khách hàng. Khi em quyết định trở thành thành viên Zoza, tôi sẽ rất vui lòng được giúp em. Đéo ơi, thằng này đa cấp à? Chưa chịu bắt mình tham gia. Đây là ai? À đây là chỗ mua thôi. Mua hạt giống củ cải các thứ. Ở đây mình có thể mua hạt giống. Có thể mua trong shop ở ở trong thị trấn hoặc là có thể ra đây mua ở cái siêu thị này. Tươi và rẻ. Sữa, cá. Ở đây không biết có bán bao cao su không nhỉ? Thôi đi thôi. Ôi 7 giờ tối mẹ rồi. Ôi thôi bỏ mẹ rồi, đêm mẹ rồi. Ôi đi về thôi. Xem nào, đường nào đi về đây. Ôi chết được rồi. Đây rồi đây, đi theo cái đường mòn này. Vãi cả cứt. Đường nào giờ? Ôi trên. Tổ sư. Đáng lẽ nó phải làm cho mình cái mini map nhỏ ở góc màn hình nhỉ? Cho dễ mỗi lần cứ phải bật cái kia lên. Có đúng đây không? Đúng rồi. Trời ơi, không phải đây rồi. Đéo hiểu về nhà kiểu gì, 9 giờ tối mẹ rồi. Lạc mẹ đường rồi. Đây rồi, đúng rồi, đúng rồi, đường này đây rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi. Ok, đã về đến nhà, mẹ khổ vãi. Có đi ngủ phát. Đây rồi, đã thử thử bật tivi xem mà. Đã có thể di chuyển cả tivi đi các nơi anh em ạ, vãi. Đó là chọn kênh. Không có kênh người lớn à? Dự báo thời tiết. Chào mừng đến với kênh Co Du Năm chuyên về thời tiết. Thời trời sẽ mưa cả ngày mai. Ôi mai mưa rồi. Thế nhưng mưa không phải tưới cây đúng không? Tử vi. Đéo đi tivi phát cả tử vi mẹ. Mê tín dị đoan vãi. Thôi đi ngủ. Ok. Rồi dậy rồi. Dự báo thời tiết là hôm nay mưa đúng không? Thế đéo nào dự báo thời tiết ở đây mẹ giống ở Việt Nam à? Nói mưa thành nắng này. Có thư.
Xin chào, tôi vừa trở về từ một chuyến đi câu. Bạn ấy xuống bãi biển một lúc, có thứ này cho bạn. Có thằng hẹn mình ở bãi biển. Từ từ đã. Hết nước, có lấy nước không nhỉ? Từ tôi xem có lấy được nước không. À lấy được cái này, lấy đầy rồi này. Đấy, ngon. Cưới thôi. Trong này là mình phải về sau không biết có nuôi lợn, nuôi gà gì không. Chắc là có đấy. Tôi thấy bảo có cả nuôi chó, nuôi mèo mà. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống bãi biển. Có một thằng chào đấy hẹn mình ở bãi biển. Kéo hiểu dự báo thời tiết kiểu đéo, ngày mai mưa cả ngày. Ra thấy nắng chang chang. Tôi xem bãi biển đâu đã. Đây đúng không? Cửa hàng cá. Ôi, đi dọc xuống dưới này. Game này được cái nhạc nhẽo nó nhẹ nhàng. Cảm giác nó khá là nhẹ nhàng. Đây, đường này dẫn xuống bãi biển đây. Đúng rồi, đây rồi. Ôi, thanh niên nào đây? Đứa hút tẩu à? Vãi. Thuyền trưởng à? Ừ, mẹ trông giống trong Naruto vãi. Willy. Xin chào con trai. Tôi nghe nói rằng có người mới đến thị trấn, hãy đến gặp họ nhé. Ơ, thằng cha này hẹn mình mà. À, tôi vẫn đang cố gắng thư giãn từ một tháng nay ở biển. Đây là một mẻ cá lớn, tôi đã bán được rất nhiều cá. Cuối cùng cũng đủ tiền để mua một cái cần câu mới. Mẹ, đi biển câu cá mẹ, tiền về đủ mua cái cần câu. Mẹ, tôi chết mẹ mất. Này thì mẹ chết đói à? Đây, tôi muốn bạn có được cái cần câu của tôi. Nó dịch thế nào nhỉ, nó cũng mất cái chữ này. Nhìn cái chữ cần câu cờ này cứ như cần câu kẹt ấy. Điều đó rất quan trọng với tôi, khi nghệ thuật câu cá vẫn tồn tại. Các bạn sẽ cần mua một số thứ ở trên cửa hái nhất một lần. Rốt cuộc nó sẽ cho mình cần câu mới. Đây rồi, thanh niên được cho cần câu. Bạn nhận được một cần câu bằng tre. Ơ, có nguồn nước rất tốt ở thung lũng có rất cả các loại cá. Tập từ bây giờ mình sẽ đi câu cá được đúng không? Tôi sẽ thu mua bất cứ thứ gì bạn bắt được. Mẹ câu được bắt hương không? Ông cũng mẹ mua à? Ngày xưa tôi cả mấy thằng bạn đi câu. Thế là câu mãi không được con cá nào. Thế là thanh niên câu phát cuối hả? Tự nhiên thấy mẹ cái cần câu nặng ấy, tưởng cá to giật. Mẹ giật xong giật lên được cái bát hương, khổ vãi. Là câu cá nào đây? Ơ, ừ, à đây rồi. Ấy à, kinh. Thế làm nào để bắt được con cá? Chắc là phải nhìn xem nó có rung không đúng không? Chắc là ca mũ đéo. Ô, trượt mẹ rồi. Câu cá thế đéo rồi nhỉ? Ơ, ừ, chắc là ấn chuột bên kia à? Chắc phải ấn chuột bên kia rồi. Có thế nào nhỉ? Có dấu chấm than đấy à? À, tức phải có dấu chấm than đúng không? Ok. Mãi có thấy con cá nào đâu. Đây rồi, kéo. Ơ. Cái gì đây? À, phải giữ cái chỗ con cá này vãi. Đẩy nó lên. Ơ, đừng để con cá nó rơi xuống. Cố lên. Rồi. Úi giời ơi. Chiều dài 100. Sẽ có cái đơn vị chiều dài là 100 mà thì đéo nó. Cá mòi. Ok. Đã bắt được một con cá mòi. Vứt mẹ này đi. Thùng rác, ok. Xong, xời. Cầm cá đi khoe. Anh em ơi, bắt được con cá to vãi. Ê. Nào, cắt cá đi kiểu gì rồi.
Rồi. Đố câu. Súp cá hồi cần câu bằng tre là cửa hàng của thằng cha kia thôi, chả có mẹ vẹo gì không. Đúng rồi, phải giữ cho con cá nào trong thanh màu xanh đúng không? Sò này. Nhiều sò vãi, sò lông. Để làm gì đây? Mình vẫn chưa đi làm quen hết về dân cư ở đây đúng không? Đây có nhà khác đây, bà xem này. Sao nhà này không có ai này? Chưa vào được. Có tiền để đấy không? Ăn cắp mẹ đi. Chả có cái gì. Ở đây, thanh niên đang đào đất. Đây ông già ấy chứ. À đây thằng cha Lai Huyết đây này. Đúng là mẹ trưởng thôn một khác nhà to vãi. Chắc là biệt thủ được nhiều tiền lắm ấy. Đó, đi đâu đây? Mấy nhà này sang thế mà sao nhà mình nhìn xấu thế nhở? Nhà nó còn có cả bếp bùng các thứ này. Nhà mình thì cái chỗ ỉa đéo có, đéo hiểu. Chào ai này thì làm quen kiểu gì? Dân cư đâu hết rồi? Giống trong... À đây, cái gì đây? Gì đây? Thẻ kết quả Vincent. À đây là sổ liên lạc nhà trường gửi về gia đình rồi. Ui, mẹ Sơn Tùng đây rồi. Không vào được, mẹ tổ sư Sơn Tùng nó đứng hát rồi anh em ạ. Vãi. Không gặp được nó rồi. Cái trò này cứ đi lại như này à? Nó giống kiểu Harvest Moon rồi, tức là mình phải chơi cả tháng rồi ấy. Chơi lâu lắm, ngày xưa tôi chơi Harvest Moon thế. Chơi lâu vãi cả shit. Đây mới là ngày thứ hai của chúng ta ở thị trấn này thôi. Trong khi là còn tôi nhớ là còn chơi tận mùa đông cơ mà. Đây mới là mùa hè đó. Chơi tận mùa đông. Một giờ chiều. Tôi đi về nhà ngủ giấc ấy. Xem là cây của mình nó có lớn không. Từ đã, tôi về nhà ngủ phát đã. Xem lại thời tiết ngày mai xem có cái gì. Trời sẽ mưa cả ngày mai. Mẹ lại lừa mình rồi. Ngủ. Đi nhà thờ à? Ôi vãi. Đây theo đạo à? Tôi chả thấy. Ở đây mưa đúng rồi, mưa thật rồi. Lần này thì chuẩn rồi. Cây của mình bắt đầu lớn rồi này. Hôm trước có mỗi hai cái lá bé tí, hôm nay bắt đầu cây to rồi này. Mưa có khác. Có thư. Tôi kiếm được hàng tá món hời, nhưng ba lô của tôi lại quá đầy. Đi vào cửa hàng tạp hóa của Pierre, mua ngay ba lô 24 chỗ. À, tức là nó sẽ bán ba lô đúng không? 24 chỗ. Đây mình chỉ có mỗi 10 chỗ thôi. À đâu, 12 chỗ. Mưa này chắc ở nhà hết rồi. Đến làm quen được ấy. Nói chung mà tôi nói luôn với anh em là nếu anh em muốn chơi trò này ấy, thì anh em xác định phải chơi lâu đấy. Chứ không phải là ngày 1, ngày 2 mà chúng ta chơi xong được trò này đâu. Tôi chơi hôm nay chủ yếu là giới thiệu anh em là chính thôi. Quán rượu Star Drop. Chứ còn anh em muốn thì phải tự mình chơi. Mở cửa từ 12 giờ trưa đến 12 giờ tối. À đâu, 12 giờ... Ừ đúng rồi, 12 giờ trưa đến 12 giờ tối. Ơ, nhà nào vào cửa đây. 9 giờ sáng mới mở. Chắc là mình đi sớm quá rồi, giờ này làng xóm đang đi ngủ. Cống. Chuông cống thử xem có vẹo gì. Khóa. Chỗ đeo nó khóa này thì
Đây là nghĩa địa. Ma Mai phiếu chúng tôi đúng không, nghĩa địa. Khóa hết rồi. Mình đi sớm quá. Chó. Thấy con chó nào đâu? Ở đây, nhà này vào được rồi. Ôi, mẹ thanh niên. Hello. Alex, Alex Ferguson à? So you are the new guy, ok. Sẽ gặp bạn ở, sẽ còn gặp lại bạn đúng không? Đây là bà già. Chắc là bà của thằng này. Xin chào, chào mừng đến với thị trấn Evelyn. Có thể gọi tôi là Randy. Ôi, ông này đang ngồi trệ tử. Ông này ngồi xem GV nha mạ, vãi. Ông già ngồi bình thản xem GV, vãi thằng cháu ấy đứng ở kia. Jock, nhìn mặt này giống mặt mẹ ông gì ở trong mẹ đóng có mấy trăm phim ở GV lắm. Rất là chào mừng, chào mọi người, tôi tên là Jock. Bây giờ thì biến đi, vãi. Nhớ mà kinh thế. Đứng chắn mẹ TV đó xem phim sách. Rút ổ cái điện nhỉ? Rút ổ điện đấy. Đích rút được. Ông bà coi, nó đi ra. Ở đây có cái nhà theo kiểu container này. Với ai đây? Gái à? Bà chửa à? Ui, Pam. Tôi tên là Pam. Nghe cái tên sống động vãi. Đừng có... cái gì? Jack là điểu cáng à? Là chúng ta sẽ quan hệ tốt. What the fuck? Tôi đi ra thôi. Rượu à? Bài kinh vãi. Mới được 15 trên 28, mẹ vãi vẫn còn 13 người nữa, kinh. Này thì đến bao giờ? Nhà này vào rồi đúng không? Đây là nhà ông trưởng thôn. Đúng rồi, ngày xưa Game Boy chơi cả ngày, ngày xưa tôi chơi Harvest Moon, tôi cũng chơi vẻ ngày chơi đêm. Hồi đấy tôi còn chơi cái bản Harvest Moon cái gì nhỉ? Tôi quên mất cái tên rồi nhưng mà bản đấy hay lắm. Bản đấy nó hồi đấy nó còn 2D cơ, chứ nó trên 3D. Sau này bắt đầu mình có 3D, đây là cái gì? Với 300 mảnh gỗ thì cây cầu này sẽ được sửa. À, hả? Mình sẽ phải tìm 300 mảnh gỗ. Chặt gỗ. Ở đây mới được có mỗi một thôi. Chặt đéo bao giờ được 300. Trong này không có teleport nhỉ? Về nhà cho nhanh. Đây vẫn là cửa hàng đồ câu. Anh em vẫn hỏi tên nhỉ? Tôi ghi rõ ràng trên status mà. Tên game là Stardew Valley nhá. Anh em có hai cách để chơi trò này. Cách thứ nhất là anh em mua trên Steam. Giá của nó đâu khoảng 200.000 hay 300.000 gì đấy. Thì nếu mà chơi trên Steam ấy, thì nó sẽ luôn luôn cập nhật bản mới nhất. Anh em chơi nó sẽ lỗi nhất gì nó sẽ cập nhật nhanh. Còn hai là anh em chơi bản crack thì nó cũng có rất là nhiều. Anh em có thể tìm trên Google ấy, nhiều bản crack lắm. Còn đây là tôi đang chơi bản Việt hóa một phần. Thì anh em có thể xem trên cái link của tôi để trên status đấy, có một cái hướng dẫn Việt hóa đấy. Thì sau khi anh em đã tải cái bản tôi đang chơi là bản 1.7 phải. Thì anh em Việt hóa nhá. Có hướng dẫn cách cả đấy đấy. Đây là ai? Vincent. Em tên là Vincent. Mẹ nói là không được nói với chuyện với người lạ. Nhưng không sao cả. Đây là bà mẹ đúng không? Jody. Ôi xinh thế. Mỗi tội có con mẹ này. Đây chắc là mẹ của thằng Sơn Tùng này đây. Đang đứng hát đây. Biết rồi, ai chẳng biết là ấn M và nghe mét nhìn nhà. Nãy giờ anh em không thấy tôi ấn M tỷ lần từ đầu đến giờ à? À đây có con bò đây rồi. Nhìn bò ghê vãi. Nhà gì đây? Ông chỉ ở đây để chắc chắn một việc kinh doanh của Manny được thuận lợi. Đây chắc là vợ trưởng thôn. À Manny ở đâu? Đây là con chứ. Trông được ý. Tóc ta hơi bù xù tí.
Con này nó chuyên nó là kinh doanh cái cửa hàng bán thóc gạo nuôi thú. Chả đi đâu vào được, tôi đi về thôi. Ô, từ từ. Đấy, có em gái nhìn xinh phết. Rát, ô em này xinh đấy. Hai. Con này là trẻ con đấy chứ. Ôi, trẻ con rồi, mẹ cẩn thận thánh minh béo. Ôi. Game này không phải game mobile đâu, game trên PC nhá. Anh em nhìn đồ họa thì sẽ tưởng nó là game mobile nhưng không phải đâu. Có vẻ như là mình đang ở trong cái khu đất của nhà đây. Mình đang ở cửa sau thì phải. Phải đi đường khác rồi. Một giờ 30 phút chiều. Mấy nhà này đi hết rồi. Trong này tôi cứ nhầm hết nhà này với nhà khác nhé. Chả nhớ nhà nào với nhà nào cả. Thanh này dầm mưa suốt cả ngày mà chả thấy ốm đau gì. Ôi về ngủ rồi. Mỗi ngày đi làm quen tí rồi đi về. Có game như thế này trên mobi á? Không. Hiện tại thì không có game nào như này trên mobi đâu, kể cả con game nó chưa có bản mobi. Hình như có Harvest Moon nó có một bản mobi thì phải. Tôi không nhớ lắm. Từ xem thời tiết ngày mai đã. Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời, nắng cả ngày, ok. Ok, à đấy có anh em pop cái link ép xe ở trong phần comment đấy đúng không? Đấy là link bản 1.7 đấy. Anh em tải cái đấy về xong rồi xem hướng dẫn Việt hóa của tôi. Tôi để trên link ấy. Đây, cây bắt đầu lớn rồi này. Cây lớn phết rồi đấy. Tưới thêm đấy. Chắc là sắp lớn rồi. Sắp thu hoạch được rồi đấy. Nói chung là cái game này thì nó thích hợp với cả những anh em nào mà rảnh rỗi thời gian. Không có việc gì thì có thể là ngồi máy, ví dụ như cái ngày mưa như này này, không đi đâu được, Hà Nội đang mưa, không đi đâu được thì anh em có thể chơi cũng được. À, ngủ đây, ngủ luôn đến mai xem có thu hoạch được cái gì không. Game này fake cỡ cũng chơi á, vãi. Đây rồi, thu hoạch được rồi đấy, ngon phết. Hòm đồ đầy, vứt bớt bớt mấy cái hòn đá đi. Ơ vứt thế nào nhỉ? Vứt thế nào rồi? Ơ. Đây, úi dồi ôi. Mở cái này ra mới vứt được. Rồi, thu hoạch thôi. Đấy. Cây trồng của chúng ta lớn, bây giờ làm nào nuôi lợn nhỉ? Thu hoạch cái này xong vứt vào đây đúng không? Ok, vứt vào, xong. Ngày mai chúng ta sẽ có tiền. Nhóm của chúng ta phải thu dọn phần đất bị lở gần núi hồ núi Gia. À, gần hồ núi do hoạt động của núi lửa. Tôi sẽ nhắc lại các bạn, hoạt động khoang của chúng ta hoàn toàn hợp pháp. À, đây là khoan đấy chứ. Mẹ ông là Việt Hòa viết khoan thành khoang, kinh vãi. Thu dọn phần đất bị lở gần núi. Ở đâu? Phần đất nào gần núi là chỗ nào? Đây đúng không? Đúng rồi, hội phiêu lưu đây rồi, hầm mỏ đây rồi. Mình là đi là hầm mỏ. Sự tiến bộ. Đạt kỹ năng trồng lên từ cấp 1. Chế tạo con bù nhìn. Xây dựng một chuồng gà. Ok, phần thưởng được 100 tiền. Xây chuồng gà như nào? À, đến tìm con Robin. Xây dựng công trình mới trong trại. Hay đấy, đi tìm con Robin. Sống ở phía bắc của thị trấn. Robin là nhà nào đây? Tạp hóa của Piet, Zozamat, The River, quán rượu.
Nhà Rubin ở đâu anh em? Phía bắc mà lô lên có thấy quái đâu. Nhà thợ mộc à? Ok đây, tôi đi lên đây. Ô, nhà nào nhỉ? Cái nhà màu xanh xanh á, Zoza Mart này á, hay là nhà trên này? À, cửa thợ bợ đúng rồi, đây 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 đúng rồi, ok. Thank you anh em nhá. Mẹ, mắt tôi quáng gà rồi. Nhìn thế đéo nhìn ra. Ok, đang đi lên cửa hàng thợ mộc mua cái chuồng gà. Trong này mẹ mô phỏng nuôi việc các thứ vậy. Đúng kiểu thôn quê luôn đấy. Đây rồi. Ở đây. 10 giờ sáng mới mở. À 9 giờ sáng, từ từ đợi một tí. 8 giờ 10 rồi. Không cách làm tua thời gian nhỉ, bực thế. Không đủ tiền à? Cái cống nào anh em ạ? Có cái cống nào? Ôi vãi, 4.000 tiền mới được cái chuồng gà á. Thôi định phải đi đến cái này hầm mỏ thôi. Đây có đường đi đến hầm mỏ đây. Cái cống ở góc trái á, vào cống làm gì? Sao em có bảo vào tôi vào cống để làm gì nhỉ? Vào cống có cái vẹo gì ở đấy? Vấn đề là em ở tôi vào cái cống để làm gì? Chứ tự nhiên vào cống làm quái gì? Vãi! Chôn à? Rồi 9 giờ sáng rồi. Nào gặp thằng kia thôi. Anh em hỏi tôi không đi làm mà hôm nay chủ nhật đi làm quái gì? Xây công trình trang trại. Đúng rồi. Ôi rồi ơi, 4.000 tiền, bây giờ mới được có 600. Này thì đớp xít rồi. Ôi, đi ra. Vào thâm cấm. Ôi vãi, vào cống câu cá được một con 3.800 cơ. Vãi xít thật. Cá này có bán được không nhỉ? Từ từ tôi thử đi xem có bán được cá không. Đi xuống dưới biển xem có bán được cá không đã. Ông này ngày đéo nó ở đây mẹ xúc đất này. Ok. Đúng rồi, anh em bảo game này nhìn nó hơi chuối. Hơi chuối một tí nhưng mà nếu mà anh em chơi có thể nhìn tôi chơi thì anh em thấy không hay, nhưng mà nói chung mình tự chơi ấy, mình ngồi nhà mình chả có việc gì chơi thì anh em sẽ thấy nó hay. Còn xem tôi chơi chắc không thấy hay đâu, vì tròi đồ họa nó hơi xấu. Nó cố tình làm kiểu đồ họa đấy mà. Giống Harvest Moon. Ô con vịt này có bắt được không? Đéo bắt được. Rồi vào đây bán thử con cá. Ô con nào đây? Ô người yêu bỏ đứng đây tự tử rồi. Vãi.
ở đây là đàn ông ấy chứ, vãi. Elliot sống ở cái cabin ở trên biển. Tưởng đàn bà ra đàn ông. Vãi, xem mình có bán được cá không nhỉ? Ôi, được có 6, được có 40 một con cá, vãi thế này thì phải câu mẹ 100 con thì mới được 4.000 à? Ôi, vãi cả cứt. Từ từ, tôi câu lại cá xem, tung ra xa xem có được. Tung ra xa xem có con cá nào ngon hơn không. Ơi, từ từ phải đợi, có cái dấu chấm than mới được. Mình dù tóc bất đạt quá. Đúng rồi, tùy lại cá đúng không? Để xem có câu đố con cá nào ngon hơn không. Ơ, đùa, sao mình giật quả đấy không không ấy nhở? À, dùng đây em, dùng đây. Ơ, sao mình toàn giật chậm nhở? Bực mình vãi. Phải nhanh à? Có phải giữ chuột không anh em, hay là chỉ cần ấn một phát thôi? À, phải có chữ kéo mới kéo được à? Ôi dồi ôi, thế nữa. Đúng là ngu người thật. Rồi, à, giờ tôi sẽ đợi. Ờ, à, phải có chữ kéo đúng không? Đợi nó có chữ kéo đã. Ơ, quả này không có cá rồi, cá chạy mẹ hết rồi. Có dấu chấm than thì kéo luôn mà, đúng rồi. Vãi, anh em lừa tôi à? Thôi, ra đây đây, chỗ kia hết cá rồi. Cá nó khinh mình rồi, đéo cắn rồi. Không cần có chữ kéo đúng không? Cái này phải canh mẹ chuẩn vãi. Tuấn nhanh thế vẫn đeo kịp. Ấn lên, kéo. Ôi chết rồi, trượt con cá rồi. Chán thế. Lại. Rồi, cắn đi con. Bị cá thả thính. Rồi, kéo lên, kéo lên, kéo con cá lên. Cố lên, sắp được rồi. Được chưa? Đéo đi, khó vậy. Cá này là cá đéo nhưng mà khó bắt thế. Rồi, chiều dài 800, cá trích. Cá này bán được bao tiền đây? Để tôi vào xem nào. Ừ, ném mẹ cần câu vào mặt ông này. Cá trích. Ôi, được có 30, mẹ rẻ mạt vãi. Chán nhỉ. Thôi, nay chơi cá chiều đây thôi nhá. Tôi chủ yếu chơi để giới thiệu anh em thôi, chứ còn nếu mà chơi trò này thì chẳng biết bao giờ mới xong được, rất là mất thời gian. Tôi nhắc lại nhá, tên trò này là Stardew Valley này. Trò này anh em có thể mua trên Steam hoặc là với giá khoảng 200-300 nghìn, hoặc là anh em có thể đào bản crack, đào cái bản 1.7 ấy. Sau đấy thì vào cái link tôi để trên Startup cách Việt hóa ấy, anh em tải bản Việt hóa về thì chúng ta sẽ chơi được nhá. Ok, rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Chúng ta nghỉ nhá, tối gặp lại. Ok, bye bye, see you again nhá.